bạn nha, hôm nay thì mình cũng tiếp tục trở lại cửa hàng xe máy mới để cập nhật giá xe nha các bạn. Và hôm nay mình đồng hành với Liên, chào em. Chào anh, chào tất cả các bạn ha. Thì video này thì Liên sẽ cập nhật cho cả nhà về cái giá xe của dòng Exciter 155 cũng như là Honda Weaver V3 trong cái thời điểm là sau Tết như thế này ha. Đầu tiên thì mình sẽ đến với dòng Exciter trước này. Ở đây thì Liên có nguyên hàng này thì gần như là tất cả là màu sơn 3D ha. Thì mình chỉ được một chiếc, hai chiếc thì đó là màu zin thôi. Thì em này là màu sơn 3D này cả nhà, em này màu xám xi măng ha. Và cái màu này là một cái màu Liên thấy được là bên thiết kế cái tem nó khá là lạ, kiểu như là nhìn cái màu sắc thì mình thấy được là chữ cũng sẽ có màu xám xi măng luôn đó, Exciter hay là hiệu Yamaha này xám xi măng luôn này. Nhưng mà mình nhìn tổng quan bên ngoài mình thấy một cái màu nó khá là lạ như cả nhà. Đối với dòng Exciter 155 thì bên cửa hàng Liên sẽ có đủ cả hai phiên bản cho mình lựa chọn ha, là phiên bản khóa chìa và khóa sport key. Nên là mình đến cửa hàng Liên mà chỉ cần chọn được màu xe thôi, còn thích phiên bản nào thì Liên cũng đều sẽ có cho mình lựa chọn nhé. Rồi, ở phía bên trong này nè, nên có được cái em màu xanh. Xanh này là xanh da trời nha cả nhà. Mà cà vẹt vẫn là ra màu xanh đen cho mình ha. Về cái tem racing thì bên Liên sẽ ưu tiên hơn, bởi vì cái tem này được khách hàng bên Liên thích khá là nhiều, nên là Liên sẽ sơn lên rất là nhiều màu luôn. Em này màu tem racing, màu xanh khi mà màu xanh da trời này. Bên cạnh này sẽ có một em tem racing luôn là màu hồng này cả nhà. Đó, hồng này rất là đẹp luôn. Bạn nữ mà tới cửa hàng Liên mua xe mà đam mê tay côn thì thấy màu hồng này đến nơi là coi như là thích chất luôn, nhìn vào logo là ứng đầu tiên luôn nha cả nhà. Bên mình còn ship xe không em? Có, bên em vẫn hỗ trợ ship xe toàn quốc nhé. Với điều kiện là mình mua tiền mặt với em Liên nha, và mình sẽ cọc cho em Liên tầm 5 triệu, nhưng mà mình phải liên hệ vào đúng số điện thoại Zalo chính chủ của em Liên là 0985794100 nha cả nhà, tức là Liên để trên màn hình đó, tức là mình nhớ liên hệ và sau đó giúp Liên nhé. Rồi, đây Liên có một em nữa là màu cam luôn nè, cũng tem racing luôn nha cả nhà, nó rất đẹp luôn nè. Tem racing Liên sơn lên khá là nhiều màu luôn. Ở cạnh đây thì Liên sẽ có một em màu zin của phiên bản kỷ niệm 60 năm. Rồi, một em này nữa là, em này là Liên gọi là tím iPhone, nhưng em này ở bên ngoài mình sẽ nhìn nó ra thành màu xanh tím cả nhà, chứ không phải là xám tím. Đó, mình nhìn kỹ trong video mình nhìn ra được cái màu xanh tím được không ha. Hôm bữa thì bên Liên đa số Liên sơn lên kiểu màu xám tím cả nhà. Tuy nhiên là có khách hàng bên Liên đã từng hỏi bên Liên là thích cái màu xanh ánh lên như vậy, thì bên Liên đã sơn lên xanh. Thay vì lớp bên ngoài màu xám thì Liên sẽ phủ lên một cái màu xanh ngọc như vậy nha. Rồi, và tất cả những màu sơn thì cửa hàng Liên sơn lên thì đều bảo hành màu sơn trong vòng 1 năm cho mình nhé. Máy móc và động cơ thì Liên sẽ bảo hành trong vòng 3 năm hoặc là 30.000 cây ha. Rồi, một màu tem racing tiếp này cả nhà, là một cái màu xanh nước biển này. Xanh này thì nó giống màu cái màu xanh GB của cái mẫu 2019 á. Anh chị em mình mà thích cái màu xanh GB màu đó thì bên Liên đã sơn lên kiểu như vậy rồi nha, khác một cái tem thôi nha cả nhà. Rồi, một màu đỏ vàng nữa nè, là sơn 3D luôn nhé. Một màu cực kỳ là sang luôn này cả nhà, xanh màu xám xi măng lên tem vàng gold này. Exciter cho 55 thì bên Liên hỗ trợ cả góp và tiền mặt nhé. Góp thì mình từ trước giúp em Liên là từ 5 đến 6 triệu là mình có thể sở hữu xe được rồi nha cả nhà. Điều kiện là từ đủ 18 tuổi trở lên này. Nếu mình rồi mình mang giấy tờ gửi em Liên là căn cước gắn chip. Nếu mình có thêm được bằng lái xe này, hay bảo hiểm y tế hoặc là giấy tạm trú, hoặc là mình đã đăng ký định danh điện tử mức 2 rồi thì mình đăng nhập và mình mang lên cửa hàng, mình sẽ có nhiều ngân hàng lên hồ sơ hơn nhé cả nhà. Và một cái màu phiên bản giới hạn này nè, màu trắng. Màu này là xám trắng nhá. Màu này màu zin đúng không em? Đúng, màu zin này. Rồi, một cái màu là màu sơn 3D này, lên lên tem Movita này cả nhà. Màu trắng đỏ, trắng lên tem màu đỏ này. Rồi, Exciter thì hiện tại bên Liên đang bán giá dao động là từ 42 triệu cho đến 44 triệu 500 là tùy màu nha cả nhà. Và cả nhà đến thì mình sẽ mua tùy theo màu sắc, bên Liên sẽ đủ cả màu zin và màu sơn, kể cả phiên bản khóa chìa và khóa sport key. Ở đây thì trước ở trong showroom cửa hàng thì Liên trưng được vài màu vậy thôi, còn cửa hàng Liên còn có rất là nhiều màu khác, kể cả màu sơn cũng màu zin để dưới kho. Nên cả nhà mình muốn tham khảo tất cả các màu của cửa hàng Liên thì mình cứ liên hệ với Liên, Liên sẽ gửi mẫu cho mình lựa chọn cũng như Liên tư vấn kỹ cho mình về tất cả các thủ tục mua góp, hay là mình cần Liên thắc mắc điều gì đó Liên tư vấn cho mình ha. Rồi, ok. Rồi. Tiếp theo là Liên có một một cái màu vàng rất là đẹp luôn, vàng tươi mới này. Màu này thấy đi ra ngoài cực kỳ nổi bật luôn nhé. Winner thì tất cả các phiên bản đều được trang bị là khóa smart key hết luôn. Tuy nhiên nó sẽ khác nhau ở một điểm, đó là về cái thắng cả nhà. Mình sẽ có thắng ABS và thêm thắng thưởng. Em này là ABS này cả nhà. Về thắng ABS mình sẽ có hai kiểu màu cuộc nhé. Một cuộc là cuộc màu vàng gold như thế này, một cuộc sẽ là màu đen. Nên là mình đến cửa hàng mua xe muốn cái em cuộc màu nào thì Liên cũng sẽ có cuộc trước như vậy nhé. Cái giá nó có chênh lệch không em? Cái giá của cái em mà giữa cuộc tràm và trắng và cuộc đen. Cuộc đen và cuộc vàng á thì màu sơn 3D bằng giá nhau hết, không thay đổi gì hết. Đấy, các bạn mình cứ thoải mái lựa thôi ha. Đúng rồi, đó. Rồi, tiếp tục là còn rất là nhiều màu nè, các bạn tham khảo màu, tham khảo màu ha. Mình ưng màu nào mà liên hệ cho Liên. Cũng là màu trắng luôn này, tem tem special này, rất đẹp luôn. Tem sức sức cái này là được khách hàng hàm lên thích cực kỳ nhiều này cả nhà. Gần như winner thì Liên hay làm kiểu cái tem kiểu vậy nè. Màu trắng, màu vàng, chứ vàng hồi nãy cũng tem kiểu vậy á, rất là nhiều người thích luôn.
Và hai em này đứng cạnh nhau thì mình có biết được em nào màu sơn, em nào màu green không ạ? Đây hai em này, phía trước lên màu bạc là như nhau luôn nha cả nhà. Tuy nhiên là cái em màu sơn Liên sẽ làm thêm một vài chi tiết ở đây đó, và khi mình rờ vào mình thấy là tem sẽ là tem chìm, tức là bên Liên sơn lên luôn thì đó là màu sơn 3D. Và bên hông này mình nhìn ở phía bên hông này, đó sẽ có một vài cái điểm kiểu vết xước màu cam đó, màu cam như vậy. Và cái bên cái lườn của xe sẽ là màu bạc, nó lên sơn bạc luôn. Còn màu zin em này sẽ là bạc xanh, sẽ có màu xanh ở đây như này đó. Rồi ở đây thì Liên có được em màu đỏ tem lên tem Mobita luôn này cả nhà, đỏ tươi nha. Đỏ tươi này bạn nào thích cái sự nổi bật một chút thì em đỏ tươi này. Mấy lát bên Liên sẽ cho nhà mình con một em màu đỏ mận cực kỳ đẹp luôn nhé. Rồi ở đây Liên có được cái em màu xanh kiếm titan này. Winner bộ mệnh nhé, Liên đều bảo hành trong vòng 3 năm và 30 nghìn cây cho mình nhé. Bảo hành toàn quốc luôn nha cả nhà, Ed và Winner bảo hành toàn quốc. Và nói chị em mình ở xa tới, mình hay thắc mắc là ở xa khi nào đi bảo hành mà ghé cửa hàng thì xa quá. Thì yên tâm đi, Liên sẽ đưa cho mình cái sổ bảo hành hoặc app bảo hành thì mình sẽ bảo hành toàn quốc luôn nhé. Về màu sơn thì bảo hành trong vòng 1 năm tại cửa hàng Liên nha cả nhà. Còn Liên có được cái em màu xanh lá cây rồi nè. Winner cũng vậy, thì mỗi xe Liên sẽ lên từ mỗi phiên bản nha cả nhà. Mình tới cửa hàng chỉ cần chọn được màu xe thôi là mình thích phiên bản nào bên Liên cũng sẽ có nè. Rồi em màu trắng rồi nè, trắng xe 3D luôn nha. Rồi em đỏ mận, Liên nói với cả nhà mình đây, đỏ mận này cực kỳ là sang luôn nha. Em này, cái em màu đỏ tươi thì thiên về kiểu nổi bật, còn em màu đỏ mận thì thiên về sang nha cả nhà. Về thiết kế bên Liên làm cũng rất là đẹp luôn, vì cái tem này Liên làm chữ như này cả nhà này, đó nó kết hợp với chữ màu trắng mà nhỏ cực kỳ là sang với xe luôn ha. Rồi ở đây nữa thì Liên có được em lên tem cam Repsol này. Xe này màu này thì lấy cảm hứng từ phiên bản Sonic cam Repsol nha cả nhà. Rất là đẹp nha các bạn ơi. Ngoài những cái màu ở đây các bạn còn ưng cái màu nào á, mới lạ hơn có thể liên hệ cho Liên, Liên sẽ lên theo yêu cầu các bạn nha. Liên sẽ thiết kế tem và mẫu theo yêu cầu của mình. Một cái tem hoàn toàn khác cửa hàng cũng được, hoặc là mình muốn thêm một vài chi tiết trên xe. Tại vì nhiều khi khách hàng bên Liên là thích kiểu như là khi bên Liên lên tem rồi thì thích thêm một vài chữ ở trên xe, bên Liên vẫn có hỗ trợ là thiết kế chữ hay tem theo nhu cầu của mình nha. Còn đây Liên có một em màu xám xi măng. Em này lên mâm màu cam, mâm này là mâm sơn 3D như vậy, Liên sơn cái mâm luôn nha. Sơn mâm luôn. Cái màu xám xi măng này anh thấy là như nó khác với cái màu kia em. Cái màu này như là cái nó nâu nhiều hơn hay sao ta? Em làm nó đậm hơn sao? Không, cái màu này thì khi mà tông sáng. Nó nhiều xám hơn, cái thì nó hơi tối tối một xíu. Đó. Thì giá cả hiện tại thì em lên đang bán là phiên bản khóa thắng thường sẽ là 34.300.000 và ABS sẽ là 36.500.000. Và tất cả giá như báo cho cả nhà mình là đều chưa có giảm giá nhé. Khi tới cửa hàng mua xe mà có liên hệ trước với Liên thì Liên sẽ giảm cho mình trực tiếp vào giá xe từ 1-2 triệu đồng nha cả nhà. Ngoài ra mình sẽ được nhận một combo quà tặng lên đến gần 2 triệu đồng nữa. Và đặc biệt nữa, nếu mà mình có anh chị em bạn bè người thân mà muốn mua xe đó thì mình cứ dẫn tới cửa hàng đi, xe Liên vẫn giảm giá. Và ngoài ra Liên có chi hoa hồng cho mình từ 500-1 triệu đồng nữa nha cả nhà. Và ngoài những cái màu này ra thì cửa hàng Liên còn có thêm rất là nhiều màu khác nữa, thì Liên cũng không thể trưng hết ở cửa hàng Liên được thì Liên để bên kho. Cái nhà mình muốn tham khảo kể cả màu zin cũng như màu sơn thì cứ liên hệ trực tiếp với em Liên là 0985 794 100 thì Liên sẽ gửi mẫu cho mình ha. Và cửa hàng Liên thì ở đường Nguyễn Văn Thành hay là DT741 khu phố Phú Nghịch, Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Mình cần thì mình cứ liên hệ với Liên thì Liên sẽ gửi định vị trực tiếp cửa hàng mình cho mình dễ liên hệ mình dễ đến nha cả nhà. Và video sau mình cần liên hệ về những dòng xe nào thì hãy comment để dưới cho thêm một nút like ha. Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà nhé.